À, chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Ba Sao Audio nha các bạn. Trước mặt mình á, là cái cặp loa BRX 735 của JBL. Đó, thương hiệu đến từ Mỹ và được lắp ráp ở Mexico nha các bạn. Thì đối với cái cặp 735 này á, thì nó là cái loa ba quay, nó ba đường tiếng. Thì bass của nó là sử dụng là bass 15 inch, mid của nó là 6 inch rưỡi, và sử dụng cái củ chép, và sử dụng cái củ chép của nó là 1,5 inch nha các bạn. Đây mình sẽ quay sơ lược cho các bạn xem về cái kết cấu của cái lò này. Thứ nhất á, đây là một cái lò ACTI, tức là lò đã tích hợp công suất. Thì đây là được lắp ráp ở Mexico đó, design in the USA, Made in Mexico. Nguồn của nó là nguồn điện của nó là auto từ 100 cho đến 240V. Công suất nguồn của nó là 600W. Công suất của âm ly là 1.500W. Thì phía sau của cái âm ly này nó sẽ có, mình sẽ hướng dẫn các bạn là chi tiết luôn nha. Thứ nhất á, là đây nó có cái nút on off. On off phone led, tức là mình tắt mở cái led nguồn ở phía trước. Phía trước nó sẽ có một cái đèn led nguồn để báo. Thì bên đây nó sẽ có cái EQ Norman, tức là bạn nhấn vào, và cái boost. Boost ở đây là nó sẽ boost cái tần số bass. Ví dụ như cái giải tần của nó đáp ứng là từ 30 30 42 Hz cho tới 20 kg. Nhưng mà khi các bạn boost vô thì tần số này sẽ thấp xuống, boost bass lên. Đó, thì theo thông số của nó, ví dụ như tần số ở 10 dB là nó từ 35 Hz cho tới 20 kg. Các bạn chọn boost này lên thì cái giải tần này nó xuống được tới 34 Hz, tiếng bass xuống sâu hơn. Thì bên cạnh đó thì dưới đây nó sẽ có hai cái nút volume của từng channel một. Đây có hai channel, thì nó có mid và light. Thì dưới đó nó sẽ có công tắc chìm phía bên trong. Ví dụ như các bạn xài mid á, tín hiệu của mid á, chuẩn mic, thì các bạn lấy cái cây nhỏ bạn nhấn vào thì nó là mic đó, nhả ra nó là like. Đây là, cái này là cộng 4 dBu, này là 10 dBu các bạn, cái này chuẩn nha. Thì hai kênh nó channel 1, channel 2 thì nó giống nhau. Thì trên channel 1 nó sẽ có cái đèn 1,2, nó sẽ có cái đèn tín hiệu signal, và ở giữa nó sẽ có cái đèn limit, tức là cái giới hạn của nó báo giới hạn. Khi các bạn tín hiệu của bạn lớn đưa vào cái đèn này nó nháy limit thì nó báo cho các bạn là tín hiệu đã gần tới giới hạn. Cái đèn nháy cái màu càng sáng hoặc là liên tục thì nó báo cái mức độ giới hạn của mình là nó đã tới nhiều hay ít. Thì bên cạnh đó thì đối với cái này nó sẽ có hai channel, nó sẽ có hai công tắc. Công tắc thứ nhất, channel 1, ở giữa là mic, bên phải nó là channel 2. Nếu các bạn để ở giữa, ví dụ như để ở giữa thì nó là mid, mid tổng. Còn ví dụ như channel 1 các bạn gạt qua channel 1 thì cái cấm cái đường này thì chỉ có channel 1 nó ra lo thôi. Còn ví dụ như các bạn bên đây cấm mid, bên đây cấm nhạc chẳng hạn. Ví dụ như các bạn cần hội thảo hay là mình xài cái gì một cái đó, ví dụ mid các bạn cấm vô đường này thì bạn dặn lên đây thì các bạn cho nó ra channel 1. Còn cái này nó là channel 2 thì mình gạt qua channel 2. Thì hai kênh nó độc lập với nhau. À, còn ví dụ như các bạn để mic ở giữa thì bạn cắm ra hết. Cắm lần nào cũng ra mic, đường nào cũng ra mic hết. Đó là mình xài riêng hoặc xài chung hai channel đó. Thì bên cạnh phía dưới nó có một cái chuẩn RCA. RCA đó thì ở dưới đây các bạn cắm vô tín hiệu của giắc hoa sen. Còn đối với cái này nó dắt là dắt combo nha các bạn. Ở ngoài đó là mình cấm canon. Ví dụ mình để mình lấy một cái cọng canon mình cắm cho các bạn xem. Ví dụ như ở ngoài là cắm canon nè. Đó. Còn phía trong á là cắm 6 ly. À, các bạn thấy không? Nó có hai chuẩn, cái chuẩn ba lăng và in ba lăng. Thì cái đính hiệu ngõ vào của nó là 10 kg và 20 kg. Nó tùy theo tín hiệu ba lăng hoặc in ba lăng nha các bạn. Đó, thì mình cắm đây mình sẽ, còn dưới đây nó là công tắc nguồn thôi, quạt.
thì phía sau nó là chỉ có vậy thôi. Ví dụ như mình phát nhạc, mình phát ví dụ như mình phát chung một cái live CD chẳng hạn, hai kênh đó thì mình cắm vô. Mà khuyến cáo các bạn là xài giới hạn của nó thôi nha các bạn. Đó, em mở nguồn lên nè, thì cái đèn này nó sẽ báo. Ví dụ mình nhấn vô á thì đèn phía trước nó sẽ báo. Đây là mình boost này không? Mình nhả ra mình boost, mình nhấn vô mình để normal á. Đó. Thì channel 1, channel 2 nè. Đó, mình để nhỏ thôi. Tí mình thử luôn nha các bạn. Rồi. Giờ mình sơ lược vô phía trước nè. Thì bây giờ mình thử một cái thôi. Thì hai cái channel, hai cái lo này á, thì mình sẽ tháo một cái ra để cho các bạn xem cái bên trong nha. Thì cái lo này á, thì đã có một cái anh khách là đặt hàng rồi nha các bạn. Đó nè, cái đèn led ở phía trước nó báo cho mình biết được cái nguồn nè. Thì cái đèn này á là nó báo là mình mở lên, ví dụ như sau một cái thời gian là khoảng một phút hơn, thì cái đèn này nó chuyển sang màu cam là do không có tín hiệu vào. Còn mình có tín hiệu vào nó sẽ báo cái này là màu xanh, còn không có tín hiệu nó sẽ báo màu cam nha. Thì lo này á, là lo 15 inch là tương đương với 3 tấc 8, còn cái này là lo, nó là lo mic của nó 6 inch rưỡi, con này chép của nó là một xài 1 inch rưỡi nha các bạn. Tất cả các hàng trong đây nó đều là Mexico hết, cũ quá từ các thứ nó ở Mexico hết đó. Để lo nè các bạn, đẹp không tì vết luôn nha. Hiện tại thì cái dòng này là hãng nó đã cho ra dòng mới. Thì cái này bên 3 sao có cái chương trình khuyến mãi là giảm 40% so với cái giá ban đầu nha các bạn. Trước nó là 41 triệu mấy trăm, bây giờ là đang sale nó giảm 40%, thì còn khoảng gần 25 triệu á. Thì đây là đẹp nha các bạn, đẹp không tì vết luôn nha. Nè các bạn xem chi tiết góc cạnh rất là xịn sò. Tí mình sẽ thử cho các bạn nghe cái chất tiếng của nó nha. Thì bên đây mình có cắm sẵn, mình mở nguồn để mình mở cái nghe nhạc YouTube nha các bạn, để mình phản ảnh cái chất lượng thực tế của cái lo luôn, chứ mình không có mở nhạc CD hay gì. Nhiều khi các bạn nói là mình mở cái nhạc nó cái chuẩn nó hay quá, thì bây giờ mình sẽ mở các bạn nghe, cho các bạn nghe cái nhạc trên mạng luôn. Trong bóng tối khi nằm lắng nghe tiếng đêm, lắng nghe tiếng đêm, nghe nhịp đập con tim. Dù em giấc ngủ yên, đời em vắng lạnh và anh đã đến như ngọn nến trong bóng đêm, nến trong giờ mình sẽ thử nhạc cho các bạn nghe nha. Nghe cái lo này, cái chất âm của cái lo Behringer 735 này. Đó. Vào đài tí nha. We'll be right back.
limit luôn, thấy không? Đèn limit nó chưa báo luôn nè. Nè.
bài nhạc này nó tương đối nó xưa lắm nha các bạn. Của cái cô Hồng Trúc á. Nhạc này là nhạc tiền chiến. Tạm thời là thử nhiêu đó thôi nha các bạn, cho các bạn nghe cái chất âm của nó thôi. Nói chung là cái nhạc năm trước năm 75 thì cái nghe cái tiếng hai với tiếng mic của nó đó, là nó thiên về, còn cái tiếng low của nó thì nó sẽ ít hơn nha. Nãy mình có thử cho các bạn nghe một cái bài nhạc nó nhạc đen đó các bạn. Đó thì các bạn sẽ cảm nhận được cái tiếng bass của nó rõ hơn. Với một phần nữa là quay bằng cái máy điện thoại hoặc là cái máy quay á, thì cái dải tần của nó không có xuống được sâu. Các bạn nào mà trong ngành á, thì nó sẽ dễ biết hơn ha. Rồi, chào tất cả các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.